Xin chào các bạn, mình là Ngô Duy Khánh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu nốt một số lệnh trong phần sketch 2D. Đầu tiên mình mở một tab mới. Giới thiệu nốt những lệnh còn lại ở bên đây. Đầu tiên là lệnh offset, mình vẽ một đối tượng trước. Kiểu offset. Chọn đối tượng. Cái mục này nó sẽ đổi chiều offset. Chọn mục này thì kết quả đây thì nó sẽ chọn hết tất cả mọi biên dạng. Còn không chọn thì nó chỉ chọn những cái mà ta chọn thôi. Chọn đây là select chain, nó sẽ chọn tất cả mọi biên dạng. Tích vào đây thì nó sẽ offset sang hai bên. Theo chúng ta sẽ đến lệnh mirror. Ta tạo một vùng phẳng, tạo một đường centerline để đối xứng. Kết quả lệnh mirror, chọn đối tượng, chọn đối thẳng đối xứng. Ta đã được một hình tròn đối xứng qua đường centerline này. Tiếp theo là lệnh pattern. Trong đây có line pattern và circular pattern. Line pattern là nhân theo phương x của phương y, còn circular pattern là nhân theo một hình tròn. Ta sẽ thực hiện lệnh x phương y, vẽ một hình tròn tên một line pattern. Đây là những thông tin liên quan đến là nhân theo phương x, đây là nhân theo phương y. Ta chọn đối tượng. Đây là số lượng nhân theo phương x, 10 cái. Số lượng nhân theo phương y. Và còn đây là khoảng cách giữa hai đối tượng. Cho là 100. Này cho là 50. Đấy, ta sẽ nhân được rất nhiều hình tròn theo phương x và phương y. Tiếp theo là circular pattern, nhân theo một tròn. Ta vẽ một hình tròn. Circular pattern, chọn đối tượng và nhân. Đây là tâm nhân, đây là số lượng hình tròn ta muốn nhân lên, 6 hình, nhân 6 hình tròn xung quanh cái tâm này. Tiếp đến là lệnh move integer. Ta vẽ một đối tượng nhé. Ta chọn vào đây move entity, sẽ di chuyển một đối tượng từ chỗ này đến chỗ khác. Tích cho chọn đối tượng điểm, cần một điểm để chúng ta di chuyển đối tượng. Đấy, chúng ta sẽ di chuyển đối tượng sang bên đây. Ở trong phần này thì đây, ở trong phần hôm nay nó còn có chỗ xy, tức là ta di chuyển di chuyển đối tượng theo phương x, lệch phương x bao nhiêu và lệch phương y theo bao nhiêu. Lệch phương x khoảng 20, lệch phương y 50, sẽ được một đối tượng di chuyển so với đối tượng ban đầu. Lệch theo phương x là 20 và lệch theo phương y là 50. Tiếp theo là copy entity, là copy đối tượng. Chúng ta kết vào đây, chọn đối tượng from to, chỗ này thì nó cũng giống như là move entity thôi. Đối tượng
tích một điểm này. Copy đối tượng sang bên này. Nó khác cái lệnh vừa nãy là nó vừa nãy nó chỉ di chuyển thì không copy. Còn lệnh này thì nó sẽ copy giữ lại hình ban đầu và hình mới. Rotate entity là quay hình, quay đối tượng. Kích chọn lệnh, chọn đối tượng, chọn một điểm góc xoay. Đây là góc xoay đây. Bạn xoay hình này theo một góc 30 độ. Nó sẽ xoay cho bạn 30 độ. 31, 32, 18. Sẽ xoay bạn cho bạn hình góc độ bạn chọn. Theo scale entity nó sẽ tỷ lệ, đây là kéo cái những nhân hình copy hình theo một tỷ lệ đối tượng điểm bắt đầu để copy hình. Đây ta ấn nó copy thì nó sẽ giữ lại hình ban đầu và kéo như tiếp theo. Ở mục ở ô này thì nó là tỷ lệ nhân hai lần, còn dưới đây thì nó sẽ là số lượng nhân, số lượng copy ra 3 4, nhiều hình 4 hình. Và có lệnh tray entity là lệnh kéo đối tượng, mình sẽ phải ăn một biên dạng của đối tượng trước. Lệnh chọn đối tượng, chọn điểm thì chúng ta bắt đầu di chuyển này. Đấy. Sẽ kéo đối tượng đi theo bất kỳ chỗ nào bạn muốn. Theo là cái chữ display delete relation là hiển thị hoặc xóa đối tượng đi. Được cho nó hiển thị ràng buộc lên đã. À, xóa ràng buộc về đối tượng. Chỗ này và cái này bằng nhau, song song nhau. Cái này song song nhau. Đây và đây vuông góc. Đây và đây bằng nhau này. Đó. Để thêm đường tròn nữa đi. Nào thế này tiếp xúc với nhau, tiếp tuyến với nhau này. Này chúng ta display delete relation hiển thị mọi ràng buộc liên quan đến những cái hình này. Ta đến delete nó sẽ xóa đi, sẽ ràng buộc đi. Còn add relation thì nó là thêm ràng buộc. Full damage case sẽ ràng buộc tất cả hình, nó sẽ chọn ràng buộc tất cả hình luôn. Đây, ràng buộc tất cả mọi hình với nhau, không hình nào thể di chuyển đi đâu được nữa. Theo là repair sketch, sửa chữa, chữa vẽ, được vẽ hình như này, này đi, cái này và cái này cắt nhau này, đang repair sketch. Đây là những lỗi, những đường thẳng lỗi thò ra nhỏ hơn hoặc bằng 0,09. Đoạn này xong rồi thì nó là bằng bao nhiêu? Tầm 23,69. Repair sketch này. Cho đến 25. Đấy, nó sẽ hiển thị những lỗi nào thò ra thừa đi 25. Để zoom, không zoom. Nó tắt zoom. Bật zoom. Nó sẽ thò ra để chúng ta biết nó sẽ lỗi. Nó sẽ
sẽ cắt đi, cắt một chỗ đi. Tiếp theo là lệnh quick snap, tự động bắt điểm nhanh. Chúng ta phải vẽ nhiều đối tượng. Tại anh quick snap sẽ tự động bắt điểm nhanh ở point snap. Chúng ta di chuột đến gần gần những cái điểm nào sẽ tự động bắt vào những điểm đấy. Center point snap là tự động bắt tâm, nó chỉ cần di chuyển chuột gần đến đấy nó sẽ tự động nó bắt đến những tâm những nào gọi là tâm của đường tròn, vuông tròn. Đấy, trung điểm bắt tự động bắt trung điểm đây. Đây là trung điểm, bắt trung điểm. Những cái còn lại dưới đây thì nó sẽ tương tự. Rồi đấy là một số lệnh trong phần sketch 2D. Bây giờ mình sẽ triệu cho bạn nó phần sketch 3D. Để tích vào sketch 3D, đây là chỉ ấn mũi tên này, chọn sketch 3D. Cho mặt phẳng vẽ đây, lúc đầu nó sẽ hiện như thế nào. Đây là giao diện của sketch 3D, mặt phẳng. Chúng ta cho một phẳng này bắt đầu vẽ, vẽ một viên dạng thẳng. Đây, xóa đi. Đấy nó đang nằm trên mặt phẳng là XOY. Ta ấn tab thì sẽ chuyển sang mặt phẳng IOZ. Ấn tab phát nữa sẽ chuyển mặt phẳng ZOX. Ta ấn tab để chuyển đổi mặt phẳng vẽ. Tab để chuyển đổi mặt phẳng vẽ cho chúng ta. Ở trong phần sketch 3D này nữa, rất giống với phần sketch 2D. Chỉ khác ở chỗ là những cái lệnh bị đen đen này là không dùng được nữa. Lệnh đen đen này là ta không thể dùng được. Đây. Nó thêm lệnh, nó thêm cái là tạo thêm mặt phẳng phụ. Tạo thêm một mặt phẳng phụ. Click vào đây. Tạo mặt phẳng phụ song song với mặt phẳng phone plane. Đây. Đây là khoảng cách ra mặt phẳng này. Em cho 50. Ấn ở đây nó sẽ đổi chiều. Đây là số lượng mặt phẳng này phải tạo 5 cái. Và tạo một cái. Đây. Thì nó sẽ được tạo một phẳng phụ. Và nhân tiện đây mình sẽ giới thiệu thêm lệnh là convert. Lệnh convert. Convert này là lệnh kiểu là sao chép biên dạng y hệt với biên dạng mình đã chọn. Đây chúng ta sẽ đúc kích vào mặt phẳng ta vừa vẽ. Đúc vào mặt phẳng ta vừa vẽ này. Thì chúng ta sẽ vẽ được trên mặt phẳng này được. Đây, chúng ta vừa vẽ một đường tròn này. Đấy, nó sẽ thực hiện sketch được trên mặt phẳng ta vừa vẽ. Giờ nó sẽ để convert thì ta tạo một phẳng, thêm một phẳng nữa. Nếu mà phẳng bằng này đi, cách nhau là 50. Quay chiều làm sao. Rồi ra chọn đối tượng này. Đối tượng cần convert này. Bấm lệnh convert nó sẽ sao chép y hệt biên dạng những hình từ mặt phẳng này sang mặt phẳng đây. Đây sẽ sao sẽ y hệt biên dạng hình tròn này.
vuông góc xuống đây. Để các bạn muốn như nó muốn nó ẩn hết phẳng này đi, các bạn ấn vào cái kính đấy, vào chỗ mặt phẳng này này, nó sẽ ẩn hết mặt mặt phẳng. Chúng ta vừa tạo thêm, chúng ta ấn lại nó sẽ hiện lên. Đấy. Và như vậy mình đã sẽ kết thúc phần giới thiệu về phần sketch 2D và một chút về phần sketch 3D. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.